Đây các bạn ơi, mình sẽ mở cái xoong mình ninh bí này. Đó, bí với nước nục gà, ngon chưa? Các bạn nhìn thấy ngon không? Đó, sôi sần sệt. Và bây giờ đã sôi rồi, mình sẽ để cho nó nhỏ lửa đi để cho nó ngừ cái xoong ninh này nhá. Anh cho em mượn cái đũa xem nào. Cái đũa, cái muôi, xem có gia vị chưa nhỉ? Chưa có gia vị. Chưa. Nếm gia vị xem nào. Nước trong, con gà nước rất là trong. Đó, mùi nước. Ngon không? Xem nào. Em xem nào. Nhạt là cho bột nêm, đừng cho muối. À, ngon, em ăn thì vừa rồi nhưng mà người khác ăn thì hơi mặn một tí thôi, không mặn quá. Đó, các bạn nhìn thấy chưa, ngon chưa? Rất là ngon nhé. Cho là cái bí này khả năng là chưa nhừ, mình thử ăn thử miếng bí này xem nhé. Ngon rồi. Bí được rồi. Mà anh thái cho em tí hành đi, hành tươi cho vào đây cho nó thơm. Cái củ đấy, đập cái củ này ra. Đó, cho hành tươi và cho nó thơm. Nước canh bí nấu với nước nục gà nữa. Tắt bếp đi các bạn ạ. Bây giờ mình tắt bếp đi. Ngon lắm. Mình sẽ ăn thử nhé. Ngon quá. Ngon, nóng quá. Ngon quá. Đấy, cái chân con gà luộc như thế này mà nó còn không thụt chân lại, nó không nứt chân. Chân con gà này luộc không bị nứt một tí nào. Vẫn luộc từ lúc luộc gà xong lại ninh xương, ninh bí. Và đến bây giờ cái chân con gà nó vẫn còn nguyên si, không nứt, không tụt xương. Đấy, gà này mới là gà ngon nhé các bạn nhé. Mình như thế mà không tụt xương. Chúng ta ninh cái bí này ấy, với nước nục gà chúng ta phải cho một nhánh gừng. Chúng ta cho một nhánh gừng vào nó với thơm. Nó với thơm nó sẽ giữ cái mùi thơm của nước nục gà nhé các bạn ạ. Ngon quá. Đó. Mình cho em một bát. Múc ra thôi, cho nó nguội. Không tí nó nóng quá. Bát tô. Ngon lắm. Cho em mượn cái bát tôi nha. Ngon. Ngon tuyệt vời luôn. Đó. Bây giờ mình sẽ múc ra bát nha các bạn nhé.
mình múc ra bát cho nó nguội. Một bát canh rất là hấp dẫn nhé, ngon. Đó, các bạn nhìn coi ngon chưa? Một bữa trưa của gia đình nhà mình. Đó, đây là miếng gừng. Nhưng mà nước này chắc hơi nhiều quá. Chốc muốn ăn rau lại cho vào. Cho rau vào. Chân đây các bạn ơi, là chân con gà, các bạn nhìn chân con gà chưa? Đó. Chân con gà này ăn thì chắc là ngon tuyệt vời rồi. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Đây nó là một miếng tiết. Tiết miếng tiết rất là to. Tiết này để tí nữa mình sẽ dằm ra để làm đồ nước chấm. Đó. Bạn nhìn thấy chưa? Có bát canh ngon không? Đó, ngon, rất là ngon. Ngon tuyệt vời luôn. Cái chân của con gà này nhá, mình nhấc cho các bạn xem nó không bị nứt. Đó, mà đinh ninh rất là kỹ. Rất là kỹ, nó không bao giờ nó không nứt được cái chân này ra. Chân này ngon lắm. Gà này ngon, bát canh rất là hấp dẫn. Ngon quá. Hơi tội là nóng, nóng quá. Sẽ bưng bát canh này ra vào. Ôi trời, nóng quá, không thể bưng được. Nóng lắm. Bát canh ngon không? Ngon chưa? Trong đó có trứng này, có tiết này, có bí đa xanh này, chân gà này, và hành tươi này, nước nồi gà đấy. Rất nấu một bát canh ngon lắm. Canh này ăn để môi trôi cổ luôn. Ăn rồi lại nhớ, ăn hôm nay mai lại muốn ăn. Chưa từng thấy. Mình xin chào các bạn, hẹn các bạn ở video lần sau. Chúng ta cùng nhau theo dõi cuộc sống hàng ngày của gia đình nhà mình nhé.